Mình xin chào toàn thể anh em nhé. Mình xin giới thiệu đến anh em một con đầu cối có model là Akai GX630D. Đây là một con đầu cối gọi là trong phân khúc quốc dân, có nghĩa là nhiều anh em sử dụng được. Mà đây là một con máy gọi là nó chơi rất lành anh em nhé. Con này là mình ship tại Nhật về, mua đấu giá trên trang mạng. Bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em chi tiết con này và báo giá. Anh em nào chơi được con này thì alo cho mình. Anh em mà chơi được con này thì cực kỳ là có duyên, mình mua đấu giá được đúng duy nhất một con thôi anh em nhé. Đây là một con máy là hàng siêu tầm. Rất nhiều anh em bán trên kênh con đầu cối 630D này. Bây giờ anh em vào xem và tham khảo xem con máy mình ship mạng về nó đẹp mức độ như nào. Anh em nhìn các cái phím của nó này, nét căng luôn. Đây nó có hai cái level trái phải để lúc mình ghi thâu xóa và chơi cái đường line vào đây đấy anh em ạ. Và hai cái đồng hồ VU. Đặc biệt con này, nếu như anh em nhìn cái đồng hồ chỗ này này, nó hay bị đốm rỉ sét han. Đấy, cái đồng hồ của nó đấy. Mà anh em nhìn con này, tất cả các lúm nút. Con này chạy bằng 7/10 anh em. Con này là của nó chạy là 4 trách 1 chiều. Anh em xem cái mặt lạ của nó này. Rất nhiều con cái mặt lạ này là xước và đốm han rỉ anh em nhé. Riêng cái mặt lạ này của nó không đẹp. Và bên trong là hàm từ của nó. Cái hàm từ này của nó là vẫn còn màu quân đội, màu xanh xanh quân đội này anh em. Đấy, rất đẹp. Mình duy nhất ship được một con về từ Nhật luôn. Đẹp kính con. Mình quay rất sát anh em nhé. Làm review cho anh em con này, bởi vì mình cũng biết nhiều anh em kênh lớn là bán con này lắm. Mình đã không bán thì thôi, bán là phải đẹp anh em ạ. Hàng siêu tầm. Bản thân mình mua con này là mua đấu giá cũng cao, bởi vì nó đẹp quá, mình không thể chịu nổi được anh em ạ. Phải mua đấu giá cao. Và tiếp tục là nó có một đôi chóp này là chóp xịn, chóp tên lửa xịn anh em nhé. Đôi chóp tên lửa này mà nó thay chóp lô vào đây thì nó cũng mất khoảng 1 triệu đấy anh em. Đấy, riêng cái đôi chóp tên lửa này không ấy. Và con này là đi cùng với nó là có cặp húp xịn. Cặp húp xịn anh em nhé. Đấy là toàn bộ mặt đằng trước. Và anh em đi tham quan cái vỏ gỗ của nó này. Cái vỏ gỗ này của nó là vỏ gỗ xi. Xi nhưng mà đây phải là phải xi nguyên bản của nó anh em nhé. Mà bao nhiêu năm rồi. Anh em nhìn nó rõ ràng nó cũng xuống màu đúng không? Xuống màu theo năm tháng. Đây là phần ở trên mà anh em quay sang xem phần hồi. Mình làm review rất kỹ con này nhé anh em nhé. Đấy, và sang hồi bên này. Đấy, toàn bộ từ trên đến dưới anh em nhé. Vỏ gỗ xi. Xi nhưng mà phải xi này là xi nguyên bản anh em nhé. Từ con ốc trở đi này anh em. Đấy. Rất đẹp. Và anh em đi vòng về sau này. Trước tiên là anh em nhìn cái dây nguồn của nó còn nguyên bản nhá, nắm con về là bị cắt đứt với cái dây nguồn này. Dây nguồn AK còn nguyên. Và cái model thông số của nó này. Akai GX630D. Anh em nhìn cái tem thôi anh em cũng đủ biết rồi. Cái tem của nó là vẫn còn đấy anh em nhìn cái tem nó xuống màu đấy. Và toàn bộ hậu vách đằng sau đấy. Zin nguyên bản. Ốc này. Ốc này. Đấy, anh em nhìn đấy. Và cái thông số của nó đây này anh em này. Của nó là điện 100V, 70W. Cái này là 50 và HZ thì ở mình thì chơi 50 HZ này anh em. Anh em nào yêu con này thì alo cho mình.
Japan, Margin Japan đây. Đây là một con đầu cuối Akai 630D. Gói 630D mình tuyển chọn trên mua đấu giá trên trang mạng về. Mình đang bán cho anh em là 25 triệu. Chóp tên lửa zin và cặp húp zin đi theo máy anh em nhé. Anh em nào kết thì alo cho mình. Mình xin báo giá lại. Con đầu cuối Akai GX630D mình ship trên trang mạng về, mua trên trang mạng về, ship trực tiếp về, giá mình đang bán 25 triệu. Anh em nào bổ kết alo cho mình, đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.